Các bác đang tìm kiếm cho mình một chiếc cưa cắt khỏe, bền bỉ lại tiết kiệm nhiên liệu thì ngày hôm nay shop chúng em xin giới thiệu tới các bác một mã sản phẩm mới nhất trong năm nay, chiếc cưa Komatsu KM72 sản xuất trực tiếp tại Nhật Bản. Đặc biệt là với hàng chính hãng thì trên sườn bô của sản phẩm có dòng chữ Japan và CD máy. Dưới đề máy có đề can, logo Komatsu và mã động cơ, các hàng giả, hàng nhái sẽ không hề có đặc điểm này các bác nhá. Về ưu điểm vượt trội của sản phẩm này đó là máy được trang bị lam dài 55cm cùng xích 34 mắt bản to, công suất lên tới 7.5 HP, tốc độ vòng tua 12.500 vòng trên phút, giúp các bác có thể chinh phục được những thân gỗ to, những dòng gỗ cứng như bạch đàn xoăn, keo, xà cừ, rất hợp lý cho các bác làm nghề khai thác gỗ hoặc đơn giản anh em và các bác nhà mình có thể mua về đốn củi, cắt cây, tỉa cành trên cao. Sản phẩm đã được trợ giá cực kỳ hấp dẫn, chỉ hơn 1 triệu đồng là anh em và các bác nhà mình đã sở hữu trọn bộ đầy đủ như trên video. Ngoài ra khi đặt hàng ngay hôm nay, bên em còn dành tặng cho các bác một buji cao cấp để thay thế khi cần thiết. Sản phẩm được bảo hành lên tới 24 tháng, lỗi 1 đổi 1 trong vòng 30 ngày đầu nếu có lỗi từ nhà sản xuất. Nhận hàng các bác được kiểm tra, test thử sản phẩm, ok rồi mới thanh toán cho bưu tá giúp em. Mọi thông tin liên hệ các bác vui lòng gọi tới số điện thoại trên màn hình. Bên em sẽ có nhân viên tư vấn chu đáo và tận tình nhất cho các bác.